Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 trên 10 và triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tại nhiều ngôi làng hiện nay, rất nhiều người già không biết đến những ngày lễ dành cho họ bởi họ đang phải còng lưng làm những công việc của lao động trẻ. Tôi năm nay là 67, bà là 65. Nhưng mà đáng lẽ tôi như là tôi được nghỉ rồi. Nhưng mà giữ con nó đi khỏi là giữ bắt tôi cũng phải lao thân làng. Thì ngày mùa thì phải đi cày. Xong việc nhà rồi thì phải chân bò, là chân trâu. Vì bà lại hai cái rau cái riếc lại đi chợ, đi mua. Như vừa rồi lấy cơn bão thì là có đục ngồi đến vài chục viên. Nhưng mà đáng lẽ có con cái ở nhà thì hắn chèo lên dăm dòi cho. Hầu hết những người già ở xã Nghi Tiến phải tự mưu sinh, bươn chải cuộc sống. Cả cuộc đời bà Nghi vẫn gắn liền với cái cuốc, với bộ quần áo lấm lem bùn đất, dù đôi tay đã mệt mỏi. Thì nhờ cô quán đi xuất khẩu lao động, thì mình xây được một cái nhà mà ơn. Quán quán không đi xuất khẩu lao động là không có nhà mà ơn. Đúng là không có nhà mà ơn các cô. Khi mà công việc nặng nhọc đi trong gia đình thì chỉ có hai ông bà già làm thôi. Không ai làm cho hết, không ai giúp đỡ vì quán cai đi làm ăn về ra cửa nhà hết đi rồi. Nghi Lộc là huyện có số lượng người đi xuất khẩu lao động chiếm tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, xã Nghi Tiến có đến 90% hộ gia đình có con em đi xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, bộ mặt làng quê đã có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, giờ nếu cần huy động một lực lượng lớn lao động trẻ là điều hết sức khó khăn với địa phương. Một người thì đã vì đầu tư xây dựng, thay đổi bộ mặt của nông thôn, đặc biệt là làm được nhà kiên cố và nhà cao tầng. Tuy nhiên trong lực lượng đã đi xuất khẩu lao động thì cũng có ảnh hưởng một số nhân lực khi cần huy động. Những ngôi nhà tranh giờ đã được thay thế bằng những ngôi nhà ngói kiên cố hơn. Thế nhưng với những người già ở đây, gánh nặng mưu sinh, những công việc nặng nhọc vẫn đè lên đôi vai của họ. Nhưng không vì thế mà tinh thần của họ thiếu đi sự lạc quan và niềm hy vọng. Và hơn hết, họ muốn những người con nơi xứ người có thể yên tâm.